Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ. Và chào mừng các bạn đã đến với một tựa game mang tên là Mitoza. Thì ở đây mới vào game thì nó chả hiện cái gì hết. Nó chỉ hiện một cái hạt giống và hai cái hình ở đây, hai cái hình ở hai bên đấy. Thì giống như kiểu là ta sẽ để đây và không nói gì hết. Bây giờ mình sẽ phải... đây giống như kiểu là một cái thể loại game ấn nữa đấy. Mình sẽ ấn bên phải, ấn bên trái. Thì nó sẽ có rất là nhiều cái lựa chọn khác nhau và rất là nhiều những cái kết thúc khác nhau. Vì thế mà bây giờ mình tất cả sẽ tùy thuộc vào mình nhá. Bây giờ mình sẽ cùng chơi trò này với các bạn. Thì nếu như bạn nào mà muốn nó có một cái kết thúc khác ấy, thì các bạn có thể tìm cái game Mitoza này và chơi. Ok. Thì ở đây là nó có một cái gọi là cái bình đấy. Có nghĩa là chắc là để trồng cái cây này. Còn con chim ấy chắc là sẽ mổ cái cây này. Vì thế mình sẽ chọn cái bình nhá để mình trồng cái cây. Ô, hình ảnh chân thực thế. Rồi, nó đã mọc rồi. Bây giờ mình có một hai cái. Thứ nhất là thuốc nuôi dưỡng hoa, và thứ hai là một cái tưới cây. Chắc mình sẽ tưới để nó lớn lên chăng. Ồ, game chân thực vãi. Rồi, nó đã mọc lên một cái cây hoa hồng hay hoa gì rồi. Đây có một cái quả bo linh và đây là một cái gì đây. Mình nghĩ là bo linh sẽ không tốt cho cây nên mình sẽ chọn cái này. Ô, một cái hộp quà. Ok, mình đã gói cái hộp quà vào. Cái này là cái gì đây? Cái kéo cắt hộp quà ra à? Mình cũng rảnh vãi. Ok. Ui, cái mũi à? Vắt, cái mũi mà nhìn như người ngoài hành tinh nhá các bạn ạ. Đây có gì đây? Đây là thở. Thở vào hay là tưới nước à? Vãi, cả tưới nước bằng mũi ạ. Chắc mình sẽ tưới cho cây lớn nhỉ. Tưới nào. Vãi cả nước. Ui. Vãi, ui, cái gì? Nó to có cả con voi đang đi ở trên luôn. Ồ. À, chơi lại từ đầu à? Vậy là cái kết thúc vừa nãy là một cái kết thúc nhảm xít. Sẽ có một con chim bay tới. Cái chơi thứ hai, một chim bay tới mổ nuốt. Đẻ trứng à? Đẻ trứng to hay đẻ trứng nhỏ à? Trứng to đi. Chim to là phải đẻ trứng to. Ui, to thế. What the fuck? Đây là thiên thần hay ác quỷ? Mình sẽ chọn thiên thần nhá. Ồ. Vai cứt thiên thần gì đây? Cái gì đây? Mình thử. What the hell? Mình sẽ chơi lại cái này nào. Ok. Có vẻ hay đấy mọi người ạ. Cái game này mình không hiểu gì nhưng tuy nhiên nó hay, để trứng nhỏ thôi. Ui what the fuck. Ồ. Oh. Quả trứng nhỏ bé này nó sẽ chống đầu xuống đất hay là chống đít xuống đất? Mình sẽ chọn chống đít xuống đất. Ồ. Oh. Có một con thỏ chạy qua. What? Mình éo hiểu chuyện gì xảy ra luôn. Lửa là sao? Oh shit, mình cũng chả... Mình bắt đầu mình không hiểu nhưng mà mình đã cứ kiểu muốn chơi tiếp để khám phá đấy. Mình sẽ tưới hoa bởi vì đầu xuân mình tưới kia rồi. Oh. Oh. Tưới cái này thì nó thành ra cây ăn thịt à? Vãi nồi nhỉ? Mình sẽ chọn nhện hay là chọn côn trùng đây? Ăn côn trùng đi. Con ruồi. Mày. Cái vỉ đập ruồi hay chọn cứt cứt đi. Đừng nói con ruồi nó ăn cứt nhá. Bỏ thêm một quả cherry vào hay là bỏ thêm một cái. Cứt. What the fuck. Đâm lưng cho ruồi ạ. Vãi vãi. Ồ. Lại quay trở lại lúc đầu. Vãi nồi, mình không hiểu là cái này nó có kết thúc hay không hay là nó chỉ vòng vo như vậy thôi. Rồi, con chim nó ăn rồi. Để lại quả trứng to. Tí cái game ấy, ác quỷ xem nhá. Dân thiên thần nó xấu xa, bây giờ ác quỷ như nào. What? Kem. The fuck? Cái lông gì á? Lại chọn chim tiếp. Có rất là nhiều cái phương án là mình chưa lựa chọn đấy. Mình muốn chọn hết để xem như nào. Quả nhỏ này. Ủa vãi. Ok. Mình vừa chọn cái đầu chuẩn đúng không? Bây giờ chọn đầu ngược xem nào. Nhìn như ngón tay. What? Voi hay là vịt?
vịt đi. Cái game có hiểu vãi, cầm dao giết vịt à? Vãi! Cái lồng gì á? Game khó hiểu. Vãi. Con vịt bị giết luôn ạ. Nó có rất là nhiều sự lựa chọn mọi người ạ. Mình cũng muốn chọn hết lắm nhưng mà mình vẫn... Tới cây rồi. Mấy cái tới cây này mình đã chọn hết chưa ta? Đây. Ok. Có rất là nhiều sự lựa chọn khác nhau. Mình chọn quả bowling này. What? Mặt cười. What? Não. Yes. Game ghê rợn vãi. Cái con cá gì thế này? What the fuck? Ê. Oh shit. Vãi cái game. Mặc dù mình cảm thấy nó chả hiểu gì, tuy nhiên mình vẫn muốn chơi thêm các bạn ạ. Ôi, mình cũng không hiểu lý do tại sao luôn. Nó có quá nhiều sự lựa chọn đi. Chọn con nhện xem nhá. Ủa nhện to thế. What? What the fuck? Gì đấy? Súp lơ à? What? Súp lơ thật các bạn ạ. Vẽ hay là tẩy? Vẽ đi. What? What? Sao nó ăn nó vậy? Nghe ghê vậy. Ok. Chỗ con chim. Game này là cái game kinh tởm nhất mình từng chơi luôn đấy. Quả trứng to. Có quá nhiều sự lựa chọn để cho mình chọn đi. Ác quỷ đi. Vừa chọn thiên thần, chọn cả ác quỷ rồi. Nhưng mà hình như nó có một cái sự lựa chọn khác cho ác quỷ đây. What? Thế rồi. Sữa, cái này làm sữa hay làm kem à? Tôi chọn làm sữa đi. Má, con gì nhìn kinh vậy? Chó à? What the fuck happened? Đậu phộng cái game này ghê quá à? Nhìn như kiểu sữa bò à? Nhìn kiểu... Cái này này giống kiểu mấy cái rú con bò đấy, nhìn ghê quá. Con bò này. Game lồng gì nhìn sợ vậy? Ok, chắc là mình sẽ dừng tập này đây thôi. Bạn nào mà muốn khám phá những cái kết khác ấy, thì các bạn có thể tìm cái game Mitoza này vào chơi. Chứ mình bắt đầu mình cảm thấy hại não quá rồi. Với cả trời bắt đầu mưa rồi, mình sẽ dừng ở đây nha. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Bye bye.